Tục ngữ có câu, trời nổi dông bão, ắt có mưa, người ngông cuồng quá, ắt rước họa vào thân. Có nhiều cách để tích phúc khí cho bản thân, nhưng cũng có không ít hành vi có thể hủy hoại phúc khí một cách dễ dàng. Phúc khí của một người có liên quan rất lớn tới tính cách của người đó. Người càng ngông cuồng tự đại thì càng dễ rước họa vào thân. Người càng răm rắp nghe lời thì càng dễ mất đi nguyên tắc. Người càng khinh người thì càng dễ gặp nhiều thất bại. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đều vận hành theo quy luật nhân quả. Vậy tại sao có những người lại có thể tích được nhiều phúc khí như vậy? Đó là bởi họ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế với mọi người. Còn những người ít phúc hoặc vô phúc, nguyên nhân phần lớn là bởi họ không hiểu đạo lý làm người. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, mọi chuyện đều là có nguyên nhân. Vì vậy chúng ta không nên oán hận người khác. Một người có vận mệnh tốt là do tự thân tạo nên, mà vận mệnh khổ cũng là do tự mình tạo ra. Một người không có phúc khí thường có 9 tật xấu sau đây. Nếu có thể nhìn rõ những thiếu sót của bản thân và kịp thời sửa chữa, thì rất có thể bạn sẽ chuyển biến được vận mệnh của mình, có thể hưởng phúc, hái lộc, mang thịnh vượng đến cho bản thân và gia đình. Bằng không, hãy chấp nhận một đời nghèo khó, lâm ly. 1. Cay nghiệt. Người phúc mỏng thường dùng lời cay nghiệt. Họ đối xử với mọi người rất vô tình, nghiêm khắc quá mức, vì thế phúc khí càng ít đi. Đối với người cay nghiệt, rất khó có việc gì vừa ý họ, khó có ai khiến họ thấy vừa lòng. Người cay nghiệt luôn cầu toàn, dùng tiêu chuẩn hoàn hảo để yêu cầu người khác. Một khi họ cảm thấy tiêu chuẩn người khác có sự cách biệt, liền xem đó như cái gai trong mắt. Có một vài người tự cho mình là người đẳng cấp, tài trí hơn người, vì vậy luôn coi thường người khác. Khi đối phương vừa mở miệng, họ sẽ lập tức phản bác và chỉ ra khuyết điểm khiến đối phương vô cùng mất mặt. Tuy nhiên, những người này lại rất khoan dung với khuyết điểm của bản thân. Việc luôn phản bác người khác ngoài thể hiện bản thân không đủ tu dưỡng ra, thì nhìn từ một góc độ khác đó chính là tự hạ thấp bản thân mình. Có một ông chủ, chỉ trong 2 năm đã thay đổi người làm đến 2-3 lần, nhưng ông ta vẫn không hài lòng. Ông luôn than thở, sao tôi tìm mãi mà không thấy được một người khiến tôi vừa ý. Ở đời chẳng có ai hoàn mỹ, mà nếu quả thật trên đời này có người thập toàn thập mỹ, thì cũng chẳng tới lượt ông ấy làm chủ. Kết quả, chẳng có ai muốn làm việc dưới quyền của ông ấy. Thuộc hạ của ông trốn như chuột trốn mèo, không muốn gặp mặt ông. Người cay nghiệt, ngôn ngữ cũng rất chua ngoa, hay phê bình người khác, không dùng tình cảm để đối đãi, không cho người khác chút thể diện, thường khiến họ bị bé mặt. Người cay nghiệt luôn coi mình làm trung tâm, không biết suy nghĩ cho người khác. Trên đời này, nếu bạn không biết suy nghĩ cho đối phương, không vì người khác mà hành động, thì sao có thể đòi hỏi người khác phải suy nghĩ cho mình? Nếu như vậy, bạn bè thật lòng với mình sẽ bỏ đi hết, phúc khí rồi cũng đi theo. 2. Chiếm danh đoạt lợi. Con người, ngoại trừ cửa sinh tử, thì khó qua nhất chính là cửa danh lợi. Đối mặt với danh lợi, con người ta khó tránh khỏi cám dỗ, lòng tham nổi lên. Một khi đã có ý niệm độc hưởng danh lợi, phúc khí sẽ rời xa. Tục ngữ có câu, một hàng rào 3 cái cọc, một hảo hán 3 trợ thủ. Không có người trợ giúp, thì bản kế hoạch của bạn dù hoành tráng đến đâu đều không có cách nào miêu tả hết. Cái khát vọng có lớn lao thế nào cũng khó có thể thực hiện được. Nhân tâm bất túc xả thôn tượng, tạm dịch người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Người có tâm tham lam thì ngay cả khi rất giàu có, họ vẫn luôn cảm thấy không bao giờ là đủ, thấy bản thân rất khổ. Làm người cần biết đủ mới có thể vui vẻ. Người không biết đủ cuối cùng cũng rơi vào cạm bẫy của lợi ích, càng tham lam thì càng chìm sâu hơn, phúc khí càng nhạt nhòa hơn. Năm 1854, khi còn giữ chức Tổng đốc Lưỡng Giang, Tăng Quốc Phiên khi đánh xuống Vũ Hán, sau khi thắng lớn, rất nhiều thuộc hạ dưới trướng ông đã từ biệt mà đi. Tăng Quốc Phiên cảm thấy kỳ lạ, sau đó mới biết được nguyên nhân. Những người này đều chạy đến chỗ người bạn của ông là Hồ Lâm Dực. Phụ tá của Tăng Quốc Phiên là Triệu Liệt Văn đã giúp ông tìm ra câu trả lời. Khi đánh thắng Vũ Hán, Tăng Quốc Phiên thượng tấu triều đình để thỉnh công, tiến cử 300 người, thưởng 3% quân. Trong khi đó, Hồ Lâm Dực một lần tiến cử hơn 3.000 người, thưởng quân 20%. Tăng Quốc Phiên sau khi thông suốt, lập tức sửa đổi quy chế, từ đó không ngần ngại tiến cử nhân tài cho hoàng đế, ban thưởng cho bộ hạ. Tăng Quốc Phiên không cầu tài, không cầu quan tước, nhưng bộ hạ của ông lại muốn có tiền đồ. Bộ hạ mong được hưởng giàu sang, phú quý. Thế thì, ai thích tiền tài thì cứ cho họ cơ hội, ai thích làm quan thì được tiến cử. Tiến cử hiền tài khắp thiên hạ tất yếu sẽ làm nên đại sự. Nếu như Tăng Quốc Phiên vẫn khư giữ hư danh Lý Học Danh Thần, không cho đi danh, cho đi tiền tài, thì ông sẽ rất khó quy tụ được nhân sĩ hào kiệt trong thiên hạ. 3. Tỏ ra thông minh. Người thích khoe khoang sự thông minh của mình thường là người thấp kém, hay dùng ngôn từ hoa mỹ nhưng lại là người kém phúc phận. Người hay khoe khoang mình thông minh thường đi so sánh bản thân với người khác để thể hiện mình tài trí hơn người, từ đó muốn người khác phải nghe theo. Đây là cách đem tài năng biến thành công cụ để tranh giành danh lợi. Chúng ta biết rõ, tài năng của một người ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn được quyết định bởi yếu tố thiên phú. Ông trời ban cho bạn tài văn chương là muốn bạn đem tài năng này phục vụ cho đại chúng, không phải để bạn khoe khoang. Những tài năng mà cá nhân bạn có được thì cần phải nâng cao, tu dưỡng nhằm phục vụ cho bản thân, biến mình thành người có tri thức, có tấm lòng yêu thương nhân loại, có ý thức trách nhiệm. Có như vậy, tài năng của bạn sẽ được mọi người chấp nhận, phúc khí mới đến với bạn. Chỉ có ngôn từ hoa mỹ thì chưa đủ, bạn cần phải hành động. Mấu chốt nằm ở chỗ bạn có hành động thực tế hay không. Đệ tử của Khổng Tử là Tề Dư, ngủ trưa giữa ban ngày, lãng phí thời gian quý báu. Khổng Tử thở dài nói, thật sự là gỗ mục không thể khắc, bùn nhão không đắp thành tường. Trước kia ta nghe một người nói, ta liền tin tưởng ngay. Hiện tại ta nghe một người nói, ta cần quan sát hành vi của người đó trước. Một người nói chuyện rất hay, tài văn chương lại nổi bật. Nếu như không có hành động thực tế, thì người này chỉ là lý thuyết suông, nói lời sáo rỗng, trong thời gian dài sẽ không còn ai tin tưởng. Phúc khí rồi cũng rời xa. Bất cứ chuyện gì, xét đến cùng nên vì mọi người, vì mục đích phục vụ đại chúng. Chỉ có phục vụ người khác, được mọi người yêu mến, sự nghiệp mới có thể thăng tiến, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, phúc khí mới có thể được tích lũy dài lâu. 4. Tham lam. Người xưa từng nói, lòng tham giống như lửa, nếu không được kiềm chế sẽ thiêu rụi cả thảo nguyên. Dục vọng tựa như nước, nếu không kiểm soát được sẽ dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phá hủy mọi thứ. Thực tế, con người chạy theo chữ lợn vốn không sai, nhưng nếu quá tham lam thì lại đang tự hại chính mình. Lòng tham của con người là một tai họa, nếu không cẩn thận sẽ bị thân bại danh liệt, tài sản tiêu tán. Sống ở đời, càng tham lam, càng dễ đánh mất chính mình. Điều này sẽ khiến nhiều người lầm đường lạc lối, thậm chí đi đến đường cùng, không thể quay đầu lại. Có câu, người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Vốn dĩ tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sinh không tự đến, chết cũng chẳng mang đi được. Làm người, không nên tham lam những thứ không thuộc về mình. Thế giới này vốn dĩ công bằng, bạn lấy được bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu. Vì vậy, đừng để bản thân rơi vào cái bẫy của sự tham lam rồi làm phúc khí tiêu tan, bị cái xấu nó nhấn chìm, vĩnh viễn không tìm ra lối thoát. 5. Kiêu ngạo. Ngạo mạn là một trở ngại rất lớn đối với con người mà nguồn cơn đến từ sự so bì, phân biệt. Bắt đầu từ việc so sánh bản thân với người khác đã tạo nên sự ngạo mạn trong nội tâm mỗi người. Những người có tính kiêu ngạo đi đến đâu cũng muốn được người khác công nhận và tán thưởng. Họ phớt lờ thành quả hay nỗ lực của người khác, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác, mà chỉ tập trung vào bản thân, và lại càng không thể chấp nhận chuyện người khác mạnh hơn, giỏi hơn mình. Có câu, kiêu ngạo tự mãn là một trong những cái bẫy đáng sợ nhất của con người. Hơn nữa, cái bẫy này còn do chính chúng ta tạo nên. Những người kiêu ngạo luôn không nhìn thấy khuyết điểm của bản thân, vì thế nên bỏ qua cơ hội được hoàn thiện chính mình. Hầu hết, người kiêu ngạo thường rơi vào cái bẫy tự hủy hoại mình mà không hay, cho tới khi thất bại thảm hại rồi họ mới chợt tỉnh ngộ, nhưng lúc đấy, mọi chuyện đã quá muộn. 6. Ngang ngược. Người ngang ngược là người thường đòi hỏi, hành động tai quái, trái với lẽ thường. Họ ương bướng, ngang ngạnh làm theo ý mình bất chấp mọi lời khuyên răn của mọi người. Những người này thường luôn cho mình đúng và hay phủ nhận những quan điểm chia sẻ của người khác, khiến những người tiếp xúc với họ rất khó chịu và ức chế khi phải đối đầu. Con người nếu quá ngang ngược sẽ tự xây rào ngăn cản bản thân giao tiếp với thế giới. Như vậy, họ sẽ tự cô lập bản thân, không thể tiến bộ và phát triển được. Trong xã hội này, dù bạn giàu có đến mức nào, tài giỏi ra sao cũng đừng tự cho mình quyền, tự cho mình đúng rồi chê bai người khác. Người ngang ngược thường tự tạo ra bức tường vô hình, ngăn cách bản thân khỏi thế giới xung quanh. Khi chối bỏ những quan điểm khác, họ không chỉ tự cô lập mình mà còn mất đi cơ hội học hỏi và trưởng thành. Trong xã hội hiện đại, sự phát triển không chỉ phụ thuộc vào tài năng hay tài sản mà còn dựa vào khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Một cuộc sống phong phú đòi hỏi sự cởi mở và khả năng chấp nhận ý kiến đa dạng. Khi bạn biết lắng nghe, bạn sẽ khám phá ra nhiều góc nhìn mới, mở ra cánh cửa dẫn đến sự phát triển cá nhân và kết nối sâu sắc với những người xung quanh. Thay vì cho mình luôn đúng, hãy tập trung vào việc trở thành người biết lắng nghe và tôn trọng người khác. Chính sự khiêm tốn và tôn trọng sẽ là cầu nối vững chắc giúp bạn tiến xa hơn trên con đường cuộc sống. Một ví dụ thực tế về người ngang ngược là một người quản lý luôn áp đặt ý kiến của mình lên đội ngũ, bất chấp ý kiến đóng góp từ các thành viên. Khi họp, Dù có những giải pháp tốt hơn từ đồng nghiệp, người quản lý này vẫn khăng khăng làm theo cách của mình. Kết quả là dự án bị chậm tiến độ và không đạt hiệu quả như mong muốn. Hành vi này dẫn đến bầu không khí làm việc căng thẳng, gây mất động lực cho đội ngũ. Đồng nghiệp cảm thấy bị xem nhẹ và không còn muốn chia sẻ ý tưởng sáng tạo, dẫn đến hiệu suất công việc giảm sút. Cuối cùng, người quản lý này không chỉ cản trở sự phát triển của cả nhóm mà còn tự cô lập mình khỏi những đóng góp giá trị. 7. Tài hèn sức mọn nhưng lại thích diễu võ dương oai. Khổng Tử từng nói rằng tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên. Ý muốn nói, dẫu có tài cán đến đâu thì xung quanh chúng ta nhất định luôn có người tài giỏi hơn, đáng để chúng ta noi theo học tập. Ngay cả Khổng Tử còn hành động như vậy nữa, huống chi là kẻ phàm phu tục tử như chúng ta. Bên cạnh đó, luôn có những người tài mọn học ít, dù bản thân chẳng có tài cán gì, nhưng thái độ lại vô cùng kiêu căng, lúc nào cũng khoe khoang khắp nơi, lại không biết mình đã trở thành trò khôi hài cho người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ không những không gây được ấn tượng tốt cho người ta, mà còn dậm chân tại chỗ, mãi mãi không tiến lên được. Kiểu người này thường sẽ không có tiền đồ hay gây dựng nên thành tựu to lớn gì. Hơn nữa, dù cho phúc khí ngự ngay bên, cũng sẽ dần dần tan biến. Về lâu về dài họ sẽ trở thành một người vô phúc. Chỉ khi chúng ta không ngừng nâng cao bản thân, biết khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh mọi lúc mọi nơi thì mới có thể tiến bộ. Phúc khí xung quanh khi ấy mới có thể tích góp ngày một nhiều hơn. Cuộc sống cũng từ ấy mà trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. 8. Dễ đánh mất nghị lực. Không sợ cuộc sống chán nản, tẻ nhạt, chỉ sợ vì những trở ngại ấy mà đánh mất ý chí nỗ lực của bản thân. Người có phúc thật sự thì cho dù cuộc sống hiện tại có khó khăn quấn bách đến đâu, họ cũng sẽ không vì thế mà đánh mất đi ý chí. Họ sẽ kiên trì đến kết quả cuối cùng để tận hưởng thành quả mây tan thấy trăng thanh thuộc về riêng họ. Còn những người vô phúc thì cho dù cuộc sống của ban đầu không có gì sai lệch, nhưng nếu cứ mãi chán nản, bất mãn với thử thách khó khăn, họ sẽ dần xa vào cảnh chán trường, ý chí nghị lực cũng từ đó vơi đi, rơi vào cảnh mất phương hướng và động lực để tiến về phía trước. Chính bởi thế, những người này rất khó để có được đột phá lớn trong cuộc đời. Kiểu người hay đổ lỗi cho cuộc sống không theo ý muốn mà dần mất hết nghị lực vươn lên. Cuộc đời họ khó mà có được thành tựu to lớn và cuộc sống của họ cũng sẽ dần trở nên mờ mịt. Thứ gọi là phúc khí đối với họ cũng chỉ là kiểu có cầu mà chẳng thấy. Vì vậy, muốn thoát khỏi cuộc sống sa sút mất tinh thần, chán nản khốn khó, chúng ta phải một lòng tích cực hướng về phía trước, không ngừng cải thiện bản thân. Làm được như vậy ta mới có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại, dần cải thiện cuộc sống. Từ đó phúc khí ắt sẽ tự tìm đến với ta. 9. Coi thường người khác. Phúc khí của một người có quan hệ chặt chẽ với thái độ cư xử với người thân bằng hữu xung quanh của người đó. Người có phúc thật sự thì dù có ở trong hoàn cảnh nào cũng đều không khinh thường người khác, ngược lại còn trở nên tôn trọng và đồng cảm với họ hơn. Đáng buồn là những người vô phúc lại thường có những ngôn từ hành động xem thường người khác, đặc biệt là trong một tập thể hay đám đông. Họ luôn tự nhận bản thân hơn người, thậm chí còn cười nhạo đối phương. Loại hành vi này trong mắt người đời chính là kiểu lươn ngắn còn chê chệch dài. Kiểu người này nhân phẩm chắc chắn cũng chẳng cao thượng gì, mà loại nhân phẩm thấp kém này thường hình thành trong hoàn cảnh phức tạp lâu ngày. Kiểu người này nếu không sinh ra đã sống trong nhung lụa thì chắc chắn sẽ phải trải qua cuộc sống khốn cùng và dễ bị mọi người tẩy chay. Chỉ khi biết nhìn vào điểm mạnh của người khác, luôn giữ thái độ khiêm nhường mới có thể nâng cao phẩm hạnh và cảnh giới của bản thân. Khi ấy phúc khí cũng ắt tìm đến. Vậy nên muốn biết một người có phúc khí hay không, chỉ cần nhìn vào hành động, cử chỉ hay lời nói của họ, ta sẽ nhìn ra phúc khí của người đó sẽ càng ngày càng nhiều lên hay càng ngày càng ít đi. Tương tự, nếu muốn có phúc khí tốt thì phải học được cách từ bỏ lối tư duy và hành động tiêu cực. Khi chúng ta biết khiêm tốn, thầm lặng, tích cực vươn lên, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một người giàu phúc khí. Có câu nói rất hay rằng, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Kỳ thực nhân sinh trên đời vận khí có tốt hay không, có thể có phúc khí không phần nhiều được quyết định bởi việc tu dưỡng tâm tính của bản thân. Sau đây là 5 đặc trưng của người có vận khí tốt nhất, phúc khí lớn nhất. Người biết nhận lỗi, thông thường, người ta rất khó trong việc nhận sai, nhận lỗi. Phàm là việc gì cũng đều là lỗi của người khác. Thậm chí họ luôn nghĩ rằng bản thân mình mới là đúng. Nhưng thật ra không nhận lỗi cũng chính là một cái sai. Người có thể nhận lỗi là người có khả năng suy xét lại cái tâm bên trong của bản thân mình. Từ đó họ có thể nhận được những bài học đáng giá. Đối tượng nhận lỗi có thể là cha mẹ, bạn bè, xã hội, con cái, hoặc thậm chí nhận lỗi với cả những người không tốt với mình. Người biết nhận lỗi không những không mất đi thứ gì, mà ngược lại còn thể hiện ra bản thân là người rộng lòng, độ lượng. Những người này thường có vận khí tốt, được nhiều người tin tưởng trợ giúp, làm việc cũng dễ thành công hơn. Người nhu hòa. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã viết kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ, kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng. Ý tứ chính là nói rằng cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống, cứng cỏi thì kém, mềm mại mới hơn. Lão Tử cũng viết trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước, thế mà nó lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Chẳng chi hơn nó, chẳng chi thay thế được nó. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng biết thế, mà chẳng ai làm được. Răng thì cứng, lưỡi thì mềm, đến cuối đời, răng rồi sẽ rụng hết nhưng lưỡi thì vẫn còn ở đó. Vì vậy, một người phải nhu hòa, mềm dẻo thì cuộc đời mới được lâu dài, cứng nhắc thì sẽ chỉ chịu thiệt thòi. Tấm lòng nhu hòa khoáng đãng là phẩm chất của một người có giáo dưỡng cao. Hơn nữa, người có tâm địa nhu hòa thường có thể sống vui vẻ hơn, thanh thản hơn, mệnh của họ cũng thọ hơn. Người có thể nhẫn, cổ nhân giảng, nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Cho nên, nhẫn vừa là một loại tu dưỡng tâm tính, vừa là một loại dưỡng thân hữu hiệu. Một người nếu có thể mang trong mình tấm lòng khoan dung độ lượng, nhẫn nhịn không tranh biện thì tự nhiên có thể rời xa thị phi, không lo không sợ, sống một đời thong dong, tự do tự tại. Biết nhẫn, vạn sự khó khăn đều sẽ tan biến, sẽ hóa giải được. Dùng trí tuệ để biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành hư vô, hóa dữ thành lành. Người thấu hiểu người khác, giữa người với người mà khuyết thiếu sự thấu hiểu thì tất sẽ sinh ra thị phi, tranh chấp và hiểu lầm. Hơn nữa, giữa những người khác nhau cũng cần có phương pháp giao lưu trao đổi khác nhau. Những người có vận khí tốt tuy nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm của người khác, nhưng họ vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn. Tình yêu dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ. Họ có thể chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, cũng có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Người có thể hiểu người khác thông thường sẽ được người khác đặt niềm tin, dễ dàng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau. Người biết buông bỏ, đời người có những thứ giống như chiếc vali hành lý vậy. Lúc cần dùng thì ta nhấc nó lên, lúc không cần thì đặt nó xuống. Nếu lúc cần buông mà cũng nhất định không đặt xuống thì giống như kéo một chiếc vali hành lý nặng nề. Sao có thể thong dong, tự tại được đây? Đời người càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu. Con người trong cuộc sống sinh hoạt đời thường nếu như chỉ đi truy cầu hưởng thụ vật chất thì sẽ phải đối mặt với đủ loại áp lực về vật chất và tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải nghiệm 9 đặc điểm mà con người tự đánh mất phúc phận của mình, 5 đặc trưng của người có vận khí tốt nhất, phúc khí lớn. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, quý vị và các bạn bấm nút thích, like và đăng ký kênh Khắc Kỷ 365 để ủng hộ tinh thần chúng tôi và xem những video mới nhất của chúng tôi xuất bản hàng ngày. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, thành công, cát tường, an lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Số 6 hay số 9? Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống muôn hình vạn trạng khiến chúng ta gặp vô vàn những vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống. Ở nhiều khía cạnh, mỗi người cần phải thay đổi sự nhìn nhận của mình mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Mỗi con người là một cá thể độc lập, có chính kiến của riêng mình và vẫn có những mối quan hệ ràng buộc khác nhau với các cá thể khác trong cộng đồng của con người. Vì hoàn cảnh xuất thân khác nhau, trải nghiệm cuộc đời và quan điểm sống của mỗi người là khác nhau, nên chẳng ai có thể giống ai 100% cả. Mỗi người chúng ta là độc nhất và chúng ta có nhân sinh quan sống của bản thân mình. Tuy nhiên, những góc nhìn khác nhau, những suy nghĩ khác nhau sẽ đem đến cho cuộc sống những lăng kính đa màu vô cùng đa dạng. Câu chuyện về số 6 và số 9 là một ví dụ điển hình cho việc nhìn nhận vấn đề theo các góc độ khác nhau. Đối với những người nhìn từ phía số 6, họ sẽ thấy số 9 như một con số lộn ngược, không đúng với thực tế. Tuy nhiên, đối với những người nhìn từ phía số 9, họ cũng có góc nhìn tương tự. Điều này cho thấy rằng mỗi người có một cách nhìn nhận riêng và nó có thể dẫn đến những quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề. Để hiểu rõ hơn về một vấn đề, chúng ta cần phải cân nhắc đến nhiều góc độ khác nhau và đưa ra quyết định dựa trên sự kết hợp của chúng. Câu chuyện này cũng gợi nhắc cho chúng ta rằng thường thì sự thật không chỉ có một mặt và chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Trong tư duy, góc nhìn chính là một hệ quy chiếu. Trong một ngữ cảnh cụ thể, cùng một vấn đề nhưng góc nhìn khác nhau sẽ dẫn đến đánh giá khác nhau. Cùng là một con số, nhìn từ phía trên thì là số 9, nhìn từ phía dưới sẽ là 6, như câu chuyện mà chúng ta đã bàn đến từ ban đầu. Điểm khác biệt giữa chúng là ở vị trí của đường thẳng. và những người đang nhìn từ phía trước, số 6 và số 9 có thể được nhìn thấy như một hình S ngược. Và đây là điểm quan trọng nhất khi nghĩ về góc nhìn, khác suy nghĩ, khác giữa hai số này. Với những người nhìn từ phía sau, số 6 và số 9 lại có dạng giống nhau. Điều này cho thấy rằng mọi thứ không chỉ đơn giản là nhìn từ một góc độ. Nhìn từ góc nhìn này, người A thấy vấn đề nên đi theo hướng ABC, nhưng ở vị trí người B thì thấy vấn đề này chẳng cần phải bàn đến chẳng hạn. Nếu bạn không thể thay đổi một việc, hãy nhìn nó ở góc độ khác. Luôn có một mặt đáng để đánh giá cao. Ví dụ khi bạn mở cửa, bạn muốn tìm chìa khóa phù hợp ngay lập tức, nhưng bạn thử tất cả các chìa khóa một lần. Chiếc chìa khóa cuối cùng lại đúng. Bạn sẽ rất khó chịu phải mất thời gian vì mắc lỗi lặp đi lặp lại. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác, bạn sẽ hiểu rằng thực sự là vẫn may mắn hơn vì bạn chưa bị khóa trái cửa. Một số việc khi đã qua đi và bạn không thể thay đổi, nhưng bạn có thể nhìn nhận chúng từ nhiều góc độ khác nhau. Luôn có một mặt đáng để bạn đánh giá cao. Con người từ khi sinh ra vốn dĩ đã mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có thể có những lúc đúng, sai, hơn kém, xấu tốt. Thay vì phán xét, chỉ trích, chê bai, nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau thì cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng, tốt đẹp biết mấy. Sống không phải là để giày vò lẫn nhau. Hãy thông cảm cho nhau và biết đặt mình vào vị trí của người khác một chút. Cùng nhau làm cuộc sống trở nên dịu dàng hơn. Nếu không thể hiểu thì cũng đừng tạo thêm áp lực cho nhau. Sống là để an yên, vui vẻ. Tôi đã từng tự đặt câu hỏi, liệu những điều mà tôi đã nghe có đúng hay không? Có những câu chuyện được truyền tai nhau từ thời xa xưa, như ở hiền thì gặp lành, nghèo thì đáng thương, hay theo đuổi đam mê sẽ thành công. Nhưng liệu chúng có phải là sự thật tuyệt đối? Và liệu có việc ăn thịt chó có thực sự là man dợ? Tôi đã tự hỏi, liệu việc theo đuổi đam mê có đảm bảo thành công? Dù bạn có cố gắng đến cùng trời cuối đất, nhưng nếu thiếu năng lực, thành công vẫn có thể trốn thoát khỏi tầm với của bạn. Có những người cố chấp theo đuổi đam mê mà không suy nghĩ kỹ. Kết quả chỉ là phí phạm thời gian và cuộc sống chìm trong thất bại. Vì vậy hãy phản biện với những điều quen thuộc. Hãy nhìn những điều đó từ một góc nhìn khác. Bạn sẽ nhận ra nhiều chân lý, chỉ là những cái lý có chân. Và như chúng ta đã biết, có chân thì có khả năng di chuyển, không có gì là bất biến. Những cuộc tranh luận tương tự diễn ra hàng ngày, từng giờ từng phút, trong gia đình, trường học, cơ quan, đường phố, trên các phương tiện truyền thông, trên báo đài, trên Facebook, TikTok. Dường như hiếm khi đi đến hồi kết vì quan điểm khác biệt, vì góc nhìn trái chiều. Nhắc lại chuyện tuyết rơi trắng trời ở Sapa những mùa trước, người dân co ro trong cái giá rét, những đứa trẻ nứt nẻ vì lạnh, đàn trâu bò và cũng là cả gia tài của người dân bị chết cóng. Bao nhiêu anh hùng bàn phím lên than nghèo kể khổ hộ người dân. Nhưng những người này không biết rằng dân Sapa được hưởng lợi rất lớn từ tuyết rơi trắng trời, một mùa bội thu về du lịch. Và rồi cũng có người bảo đâu phải người dân nào cũng được cái lợi từ du lịch đó đâu. Họ nghèo khổ và đàn gia súc mất đi mang theo cả cần câu cơm duy nhất của gia đình. Nên nhớ, đôi khi hạnh phúc của người này là tai họa của người khác. Cái quan trọng ta phải tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề mà thôi. Trong cuộc sống, công việc và học tập, chúng ta nên có góc nhìn trái chiều để có cái nhìn toàn diện về mọi vấn đề. Suy nghĩ khác biệt giúp ta tránh được lối suy nghĩ thiển cận, phiến diện và tìm kiếm cơ hội cho mình. Những nhân tài trẻ hiện nay là biểu tượng cho những góc nhìn và suy nghĩ khác. Gen Z đầy nhiệt huyết, sáng tạo và dám nghĩ dám làm. Những suy nghĩ khác biệt của họ giúp ta thấy được điều mới mẻ mà chưa từng được nghe thấy trước đây. Nếu bạn là một người có suy nghĩ khác, hãy dũng cảm chia sẻ với mọi người xung quanh. Dù có bị cho là không bình thường, nhưng đó chính là ưu thế của bạn. Bởi vì chỉ có những người dám suy nghĩ khác biệt mới có thể vươn lên và thành công trong cuộc sống. Với góc nhìn khác biệt, ta có thể nhìn nhận mọi vấn đề từ nhiều phía khác nhau và tránh được sự thiển cận trong suy nghĩ. Điều này giúp ta có cái nhìn toàn diện và tìm ra giải pháp tốt nhất cho bất kỳ vấn đề nào. Vậy, hãy luôn cố gắng có suy nghĩ khác biệt và góc nhìn trái chiều để trở thành một người thành công trong cuộc sống. Có nhiều người có thói quen áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, cho rằng mình thích thì đối phương cũng thích, cho rằng mình không thích thì đối phương cũng không thích. Mình nhìn nhận sự việc này đúng thì nó sẽ là đúng, nhưng bạn sai rồi. Mỗi người dù giống nhau đến đâu cũng có tư duy, quan niệm, điểm mấu chốt, góc nhìn khác nhau. Để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, hãy học cách thật cảm thông và đặt mình vào vị trí của người khác. Hãy dùng đôi mắt của người khác để nhìn nhận vấn đề. Đặt mình vào vị trí của người khác chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Bởi lẽ mỗi người đều có một hoàn cảnh sống khác nhau, một tính cách riêng, chẳng ai có thể giống ai cả. Chẳng ai có thể khẳng định sẽ thấu hiểu 100% người đối diện, cho dù đó là cha mẹ hay người mình gần gũi nhất. Con người có đôi mắt để nhìn đời, phân biệt đục trong, phải trái, đúng sai. Tuy nhiên, nếu chỉ đánh giá mọi việc bằng đôi mắt của mình, có khi chúng ta sẽ mắc phải những sai lầm. Như câu chuyện cười dân gian Việt Nam xưa, Thầy Bói Xem Voi, là một minh chứng rõ hơn hết về hiện tượng này. Khi kết luận một vấn đề, một điều gì đó, thì cần phải tìm hiểu thật thấu đáo qua nhiều góc cạnh. Những hiểu biết hời hợt, nông cạn sẽ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc và những kết luận sai. Cuộc sống này, tốt hay xấu, phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chúng ta có thể nghe, nhìn và làm mọi chuyện theo suy nghĩ của mình. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt, có góc nhìn khác nhau. Ví dụ khi xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nếu chúng ta đánh giá từ góc nhìn của người lái xe, chúng ta có thể tìm hiểu tại sao người lái xe lại không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nếu chúng ta đánh giá từ góc nhìn của người đi bộ, chúng ta có thể tìm hiểu xem tại sao người lái xe không chú ý đến người đi bộ khi lái xe. Nếu chúng ta đánh giá từ góc nhìn của cảnh sát, chúng ta có thể tìm hiểu xem tại sao luật giao thông lại không được tuân thủ. Từ các góc nhìn khác nhau này, chúng ta có thể có được cái nhìn toàn diện về vụ tai nạn giao thông và có thể đưa ra những giải pháp phù hợp để tránh tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng thường phải gặp những tình huống tương tự. Trong truyền thông, các nhà báo cũng cần phải tìm ra góc nhìn khác nhau để có được thông tin chính xác và toàn diện. Trong kinh doanh, các nhà quản lý luôn cố gắng tìm ra nhiều góc nhìn khác nhau để giải quyết các vấn đề phát sinh. Hay như để có thể tránh được sự cạnh tranh của đối thủ, chúng ta cần phải tạo ra một góc nhìn khác, suy nghĩ khác. Điều này có thể đạt được thông qua việc tăng cường học tập và rèn luyện bản thân. Không cần phải thông thuộc hay giỏi giang trong công việc, chỉ cần biết kết nối các giá trị trong một chuỗi hợp lý, ta sẽ tìm thấy được điều mới mẻ mà người khác không thể nhìn thấy được. Khi cùng khai thác một nguồn lợi, chúng ta thường tiến hành khảo sát và đánh giá tiềm năng của nguồn lợi đó. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để đưa ra các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, nếu ta chỉ suy nghĩ như đối thủ, ta cũng chỉ có được một kết quả và chính sách giống như đối thủ mà thôi. Vì vậy, suy nghĩ khác không có nghĩa là làm ngược lại đối thủ. Suy nghĩ khác tức là bằng một góc nhìn khác, một quan điểm khác tiến hành quan sát và đánh giá đối tượng. Từ đó, ta có thể tìm kiếm khả năng khai thác chúng một cách hiệu quả hơn. Nhưng cũng cần tỉnh táo để tránh phải ma trận với quá nhiều rắc rối khi tự đưa ra quá nhiều lựa chọn cho cuộc sống của mình.